Tối 17 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về sân bay Nội Bài sau hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cũng đã có mặt từ rất sớm để động viên các cầu thủ. Dù phải dừng bước ở vòng bảng, nhưng cũng có khá đông người hâm mộ không quản ngại mưa rét đến sân bay để động viên các tuyển thủ. Theo lịch trình ban đầu, đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 21:15. Tuy nhiên, vào lúc 22:45, đội mới xuất hiện trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Trung vệ Thành Trung, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình khi đón nhận được tình cảm của người hâm mộ. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành chúng em trong giải U23, mặc dù toàn đội thì không có được kết quả tốt, nhưng mà em nghĩ là toàn đội đã cố gắng hết sức. Sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ trở về các câu lạc bộ chủ quản trước khi chuẩn bị cho mùa giải 2020. Thank you.